của mến chào quý vị và các bạn nha. Bây giờ mình thấy chiếc ngoài F290. Chiếc này hôm nay mình có quay chưa mình không để ý nữa các bạn. Mình thấy cái mui lạ lạ nè, mui đẹp quá. Nên mình quay cho các bạn xem nha. Đây là hơn 4 giờ chiều rồi. Ở đây là Phước Ninh nha các bạn. Ở đây là khoảng chừng tuần lễ 10 ngày nữa là coi như là trồng mì xong hết rồi đó. Không ngày tại dưới cây mưa đó, nên nó làm trễ chứ còn quá là xong rồi. Ở đây mình thấy chạy mấy quận nữa là xong rồi nè. Xe này còn mới lắm nha các bạn. Xe này giống cái xe của các bác gì có hổng chạy quá rồi mới phải không. Mình biết bác kia chạy thì cái mui nó khác hơn mui này hay vậy. Nhưng mình nhớ có quay chiếc này rồi là có gì mình là nhớ không rõ. Wow, lúng quá lúng luôn. Gió tạt ngang đó các bạn. Mình đi phía bên hông nó bụi quá bụi. Giờ mình đi phía sau nè cho gió nó thổi bụi đi hết rồi. Đi lên nhìn phía trên đó thì không nhìn thấy hết cái máy cài. Lội dòng là ra mồ hôi.
lại ghe là lấy cái đó cho hết luôn. Mình sẽ chạy kỹ ha các bạn, quá kỹ luôn, chạy ga cũng vừa phải, ga vừa phải không, không có lên ga quá. Xong này về nghỉ chưa? Xong này về nghỉ chưa? Này đi đi có hàng sát trong bờ nè các bạn. Hàng tổ ngoài lằn đó nè. Quận này quận nữa mới xong. Còn quận nó cũng xong rồi các bạn. Bây giờ cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn nha.